Bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cơ sở y tế rơi vào tình trạng quá tải và giải pháp cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhẹ không có triệu chứng là được điều trị tại nhà nếu mà đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu. Nhiều người đặt ra câu hỏi là hiện nay thì nguồn rác thải y tế từ các ca bệnh này đã được thu gom xử lý theo quy định để mà hạn chế cái tình trạng lây nhiễm hay chưa? Vâng, mà theo như tôi được biết thì mới đây Bộ Y tế cũng đã có công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường hướng dẫn và chỉ đạo quản lý chất thải đối với các hộ gia đình có trường hợp F0 tại nhà. Tuy nhiên thì theo ghi nhận thực tế cho thấy rằng là tại rất nhiều địa phương thì việc mà quản lý vẫn còn cách xa so với thực tế, vốn đang nảy sinh rất là nhiều bất cập như vậy. Vâng ạ, và nhiều người dân thì họ cũng chia sẻ rằng họ cũng gặp rất là nhiều những khó khăn từ khi có dịch COVID-19 cho tới nay thì trải qua nhiều làn sóng dịch khác nhau, nhất là sau Tết Nguyên đán năm 2022 đến nay thì có rất nhiều F0 đã điều trị tại nhà. Có gia đình sau khi mà khai báo y tế với phường thì không nhận được bất kỳ hướng dẫn gì liên quan tới việc là phân loại rác thải cũng như là xử lý đồ dùng cá nhân của F0. Những ngày đầu, nhiều người chia sẻ là luôn để riêng rác thải cá nhân thành một túi ni lông riêng và nhắc công nhân thu gom rác. Nhưng mà sau đó thì họ cũng để ý thấy rằng là các công nhân vệ sinh thì thậm chí là vẫn trộn lẫn rác thải của các gia đình F0 và những người dân bình thường lại vào với nhau. Vâng, và thậm chí là rất là nhiều những cái chung cư mà có F0 mặc dù là đã khai báo y tế rất là rõ ràng nhưng mà ban quản lý của tòa nhà thì cũng như là những cơ quan chức năng sở tại thì lại không có bất cứ những hướng dẫn để phát túi ni lông hoặc là đặt thùng rác chuyên dụng gần khu vực để mà các gia đình có F0 sẽ vứt rác riêng vào đó, trong khi chung cư thì chỉ có một đường duy nhất ống chung cho cả tòa nhà, và hiện thì tất cả các chung cư dân cư thì chẳng còn cách nào khác, đó chính là xả chung vào. Và rất nhiều gia đình cho biết rằng là trước khi xả vào đường ống chung đó thì đã xịt khuẩn các cái túi ni lông đựng rác rồi. Tuy nhiên thì việc làm này thì cũng rất là bất tiện và vẫn tiềm ẩn nhiều những cái nguy cơ có thể ảnh hưởng tới môi trường chung ạ. Vâng, như chúng ta đã nói ở trên rồi đúng không ạ? Bộ Tài nguyên và Môi trường thì thật ra là đã có những quy định hướng dẫn về việc là quy trình thu gom cũng như là xử lý rác thải cho bệnh nhân F0 điều trị tại nhà rồi. Tuy nhiên thì hiện nay công tác thu gom rác thải ở một số địa phương thì ghi nhận là có cái tình trạng là quá tải và tất nhiên là cũng có rất nhiều bất cập như chúng ta vừa mới chia sẻ. Và để trao đổi cũng như là bàn luận về vấn đề này, chúng tôi đã mời tới trường quay Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế Bộ Y tế, và xin cảm ơn Tiến sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng, xin chào quý vị khán giả VTC16. Vâng, trước khi bước vào phần trò chuyện với vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng với chúng tôi theo dõi một tổng hợp để hiểu hơn về những bất cập trong cái quá trình thu gom xử lý rác thải của các F0 đang điều trị tại nhà. Theo hướng dẫn, các chất thải sinh hoạt phát sinh từ phòng cách ly của F0 quản lý tại nhà, khẩu trang, trang phục phòng hộ cá nhân của người chăm sóc khi tiếp xúc với F0 thải bỏ phải được bỏ vào túi hoặc thùng có lót túi. Bên ngoài túi, thùng đựng chất thải có chữ chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2. Các loại chất thải sinh hoạt phát sinh từ các khu vực khác của nhà có người F0 thực hiện phân loại theo hướng dẫn của địa phương để đưa đi xử lý theo quy định. Hướng dẫn là vậy, nhưng thực tế việc áp dụng, triển khai ở cơ sở lại vô cùng bất cập. Ngay như việc hướng dẫn lần này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có thể cung cấp hết danh sách các cơ sở xử lý rác thải y tế có nguy cơ lây nhiễm, nhưng việc phân loại rác thải của các F0 tại nhà như thế nào lại thuộc về trách nhiệm của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, nhiều người dân không thông báo ra phường về trường hợp F0, phường không nắm được thì không thể hướng dẫn người dân phân loại xử lý rác thải. Hay vì quá tải F0 nên khi người dân gọi ra y tế phường để thông báo và hỏi về cách xử lý rác thải, nhưng một số nơi cũng không quan tâm, không nghe máy. Như vậy, điều này dẫn tới việc người dân không biết xử lý ra sao, từ đó có thể dẫn tới việc vứt rác không đảm bảo. Còn có trường hợp người dân đã thông báo tới phường, nhưng không có tổ COVID cộng đồng để giám sát việc vứt xử lý rác thải của các hộ gia đình có F0. Ông Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội, Urenco 2, chi nhánh Hoàn Kiếm chia sẻ, thực tế hiện nay đang gây ra nhiều khó khăn thách thức cho lực lượng thu gom rác như công tác phổ biến, hướng dẫn tại một số phường xã chưa được triệt để, rác thải gia tăng càng nhiều, trường hợp không được phân loại vứt chung cùng đường rác sinh hoạt, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Có nhiều trường hợp đưa rác ra điểm thu gom rác không đúng giờ, gây khó khăn cho công tác thu gom rác thải. Bên cạnh đó, các ca F0 tại nhà nằm rải rác trong các ngõ ngách sâu nhà cao tầng, phát sinh nhiều điểm thu, nhân công, phương tiện bố trí tốn kém, phát sinh nhiều chi phí. Hiện nay, chưa có đơn giá chính thức về rác thải này, gây ra nhiều khó khăn. Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có các đề xuất phương án để hỗ trợ chi phí cho bên xử lý rác thải.
Điều này sẽ do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, chúng ta biết rằng là với 87% số F0 hiện giờ đang cách ly và điều trị tại nhà, thì tất nhiên là chúng ta cũng sẽ phát sinh dòng cái lượng rác thải cũng rất là lớn trong các khu dân cư. Trước hết thì ông có nhận định như thế nào về hiện trạng là quản lý rác thải của F0 hiện đang điều trị tại nhà cũng như là đang cách ly tại nhà hiện nay ạ? Vâng, từ năm ngoái, từ vào khoảng tháng 8 năm ngoái thì chúng ta đã bắt đầu cho các F0 điều trị tại nhà. Và Bộ Y tế đã có cái hướng dẫn và của Ban Chỉ đạo Quốc gia có quyết định 3455, thì trong đó có nói rất rõ là xử lý rác thải của F0 tại nhà quy định như thế nào. Chẳng hạn như phải cho vào cái túi màu vàng, rồi cho thêm một túi nữa, và ngoài thì có chữ là chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2. Và gần đây thì thành phố Hà Nội cũng có những cái chỉ đạo như là phương án 01 của Ủy ban Nhân dân thành phố, thì trong đó cũng có cái quy định giống như Bộ Y tế quy định, và Bộ Y tế thì có công văn cho Bộ Tài nguyên Môi trường, rồi Bộ Cục Quản lý Môi trường của Y tế của Bộ Y tế cũng có hướng dẫn cho các địa phương. Thì nói chung về mặt văn bản quy định, mặt kỹ thuật để mà xử lý chất thải F0 tại nhà là chúng ta đã có, nhưng mà vấn đề là có lẽ là do cái lượng F0 nó tăng đột ngột nhiều quá. Lúc đầu chúng ta là ít thôi, vài ngàn người, vài ba ngàn người. Bây giờ hôm qua đã lên tới hơn 170.000 người chẳng hạn. Chưa kể những cái F0 khác mà chúng ta chưa kịp báo cáo. Thì lúc cái lượng chất thải một ngày như vậy là có thể là lên tới 7-80 tấn mỗi ngày. Cái chất thải F0 là chúng ta lại trung bình là mỗi người thải ra ít nhất là nửa ký. Thì 180.000 người thì đã hơn 90 tấn rác thải rồi, thì cái đó là gây khó khăn trong việc thu gom vận chuyển. Tuy nhiên một số địa phương họ vẫn làm tốt cái đó, nhưng vấn đề cốt lõi ở chỗ là cái việc thực hiện do cái chính quyền địa phương cũng như y tế địa phương và do ý thức của người dân là hiện nay là cũng chưa đảm bảo được yêu cầu, và để rác thải của F0 vẫn phát thải ra môi trường gây nguy cơ cho môi trường và lây lan dịch bệnh. Vâng ạ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, là chúng ta có thể thấy rằng rất là nhiều những cái khu chung cư hay là những cái nhà mà ở trong những cái con hẻm sâu thì rõ ràng là những cái xe mà thu gom rác như thế này thì không thể nào mà vào được tận nơi để thu gom, đúng không ạ? Và sẽ gây ra một cái tình trạng đó là ứ đọng rất là nhiều. Và rõ ràng là những cái túi mà xử lý rác thải của F0 thì lại đang được xử lý là chưa đúng theo quy định. Vậy thì những cái nguồn mà túi rác thải mà bị tồn đọng như thế thì sẽ gây ra những cái nguy cơ gì ạ? Trong thời gian vừa qua là nhiều gia đình thì chưa được hướng dẫn nên họ không biết thực hiện như thế nào. Mà nếu mà chúng ta vứt cái rác của F0 vào chung với cái rác thì là làm có phần lây lan bệnh tật. Bởi vì chúng ta biết rằng những cái rác đấy thì trước hết là có thể những người thu gom rác họ không biết, họ mở những cái túi hoặc là họ ngửi phải, họ hít phải những cái chất bụi có chứa cái virus SARS-CoV-2 nó bay lên thì người đó họ nhiễm trước. Thứ hai là có những người đi nhặt rác, chúng ta thấy là có những người nghèo họ đi nhặt rác, họ bới từng đống rác đều kiếm các thứ vật dụng ở trong đó thì họ cũng có thể bị lây nhiễm. Thứ ba là có nào là chó, nào là chuột, nào là mèo, nào là giảm thì nhiều côn trùng nó lại bám lấy, rồi nó lại vào nhà chúng ta đến khắp nơi, cho nên dịch cứ lây lan rộng, đặc biệt là ở thành phố, những khu dân cư đông người. Nếu mà chúng ta thực hiện tốt không tốt cái hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như của Ủy ban Nhân dân thành phố, của chính quyền địa phương. Quy định về thu gom rác thải của F0 điều trị tại nhà rõ ràng là chúng ta đã có rồi. Tuy nhiên thì nhiều F0 không nhận được hướng dẫn xử lý rác thải do hệ thống y tế quá tải, hoặc là cũng có những cái trường hợp là không tuân thủ. Và theo ông ạ, chúng ta cần phải làm gì với những cái tình huống và những cái trường hợp như vậy ạ? Đúng rồi, những ngày nơi nhiều người dân trong thời gian vừa qua thì họ phản ánh là không được hướng dẫn, họ đã gọi điện ra trạm y tế phường hoặc là họ hỏi các nơi nhưng không được hướng dẫn. Cho nên những cái đây là thiếu sót của chính quyền địa phương cũng như là của trạm y tế ở đấy. Cũng không tương đối đơn giản thôi, họ có thể viết ra một trang giấy hướng dẫn rồi họ in ra. Bây giờ photo cũng có, in thì photocopy. Thì gia đình, mỗi gia đình mua được một tờ như thế, đặc biệt những gia đình có F0. Tôi thấy là tổ dân phố vẫn mang cái tờ giấy đỏ đến dán được nhiều gia đình là gia đình có F0. Thì tại sao họ không đưa một cái giấy hướng dẫn xử lý chất thải đơn giản một trang thôi, thì người ta đọc để người ta biết. Thì tôi cho đấy là cái lỗi, là lỗi của công tác tổ chức, lỗi của chính quyền địa phương, y tế địa phương. Và bận máy thì không đến nỗi là không chụp photocopy được vài trăm vài ngàn cái tờ hướng dẫn
để phát cho cả hộ gia đình, mà ta có thể tận dụng lực lượng thanh niên xung phong, lực lượng dân phố, những tổ dân phong và những người tình nguyện, thì họ có thể phát và thậm chí họ có thể hướng dẫn cho những gia đình mà có F0 để thực hiện. Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Chúng ta thấy rằng là cùng với việc bao phủ vaccine không chỉ ở Việt Nam mà nhiều quốc gia khác ở trên thế giới họ cũng đã đưa ra rất nhiều những quy định về việc là theo dõi và điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà. Quy định này được cho là sẽ giúp giảm áp lực cho hệ thống y tế vốn đang phải gồng mình trong hơn một năm qua kể từ khi mà đại dịch COVID-19 bùng phát. Vâng, tuy nhiên thì cũng có một vấn đề đặt ra, đó là khi mà số lượng người cách ly và điều trị tại nhà tăng thì làm như thế nào để có thể xử lý rác thải của người bệnh tại nhà để có thể đảm bảo an toàn và tránh lây lan dịch bệnh. Và không phải là người nhiễm COVID nào thì cũng biết cách xử lý rác thải cá nhân, cũng như là những cách mà làm thế nào để có thể đảm bảo an toàn cho những người sống cùng nhà nữa. Cùng vì lý do đó mà các quốc gia như là ở Mỹ hay là ở Ấn Độ thì họ đã có những hướng dẫn rất cụ thể, công bố rất rộng rãi ở trên các phương tiện truyền thông để người dân biết được cách xác định các loại rác thải để phân loại và xử lý cho sao cho phù hợp nếu như mà ở trong gia đình có người nhiễm COVID-19. Vâng ạ, trong phóng sự vừa rồi chúng ta thấy rằng là quốc gia nào cũng vậy. Tất nhiên là quốc gia nào thì cũng sẽ có F0 và sẽ có F0 phải điều trị tại nhà. Vậy thì cái hiệu quả của cái việc thu gom xử lý rác thải tất nhiên là sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cả ý thức của người dân nữa. Trong hoàn cảnh này, ông thấy vai trò của các y tế cơ sở này cũng như là các đội quản lý tại các địa phương sẽ đóng một cái vai trò quan trọng như thế nào trong việc là quản lý, xử lý rác thải của các F0 đang điều trị tại nhà? Vâng, những cái vai trò của các đội quản lý rồi các đội y tế lưu động và chính quyền địa phương là hết sức quan trọng, bởi vì họ có nhiệm vụ hướng dẫn và họ tổ chức thu gom cái rác thải đấy từ gia đình đến những các nơi tập kết để công ty môi trường đô thị họ đưa đi xử lý. Nhưng mà ý thức của người dân là rất quan trọng, bởi vì thực ra thì chúng ta ngoài cái việc mà có thể là trừ một số gia đình là phải đọc những cái tờ rơi hoặc là tờ hướng dẫn, thì rất nhiều gia đình có đều có internet, đều có mạng, đều có điện thoại, ai có thể gõ vào là xử lý rác thải F0 thì lập tức là hàng trăm cái hướng dẫn xuất hiện ở trên đó, thì ta không có thể xử lý được, chỉ trừ những người già thôi, chứ còn những người trẻ, cái gia đình thì tôi nghĩ là ý thức là quan trọng. Người thậm chí người ta còn không khai báo họ là F0, họ lại còn vứt rác ra những cái chỗ công cộng, hoặc là họ cũng lợi dụng lúc người ta không biết thì ném rác vào, tức là cái ý thức của người dân là chưa cao. Đặc biệt là Việt Nam ta thì cũng rất nhiều người là có cái ý thức rất kém, không riêng về rác thải F0 mà các rác thải khác thì họ vứt lung tung và không có cái ý thức đóng góp cho cái vệ sinh công cộng. Thì vấn đề này chắc là phải còn mất thời gian và sự đóng góp của các cơ quan truyền thông, các thông tin báo chí là hết sức quan trọng, đồng thời cũng phải có biện pháp răn đe, chẳng hạn như chúng ta có thể tăng những cái hình thức xử phạt những người vứt rác lung tung, hoặc những người F0, đặc biệt họ F0 rồi nhưng mà họ cố tình vứt rác ra những cái chỗ công cộng thì mới có thể quản lý được hết. Hiện nay thì đối với lại các cái lượng rác thải y tế từ các F0 thì đã có những cái giải pháp xử lý của các cơ quan môi trường là như thế nào, và theo ông thì những cái giải pháp đó có những cái ưu nhược điểm gì ạ? Vâng, tức là ngoài cái việc mà chúng ta thu gom về thì công ty môi trường đô thị thì các Urenco, chẳng như Hà Nội đây là Urenco 13, thì họ đưa cái rác thải ấy đi xử lý. Nhưng mà theo quy định thì những cái rác thải, chất thải y tế nguy hại này mà chứa SARS-CoV-2 thì phải xử lý hoặc là đốt. Thì nếu mà đốt thì là chúng ta không là tiêu diệt được hết mầm bệnh, rất sạch, nhưng mà có nguy cơ là bởi vì ở đấy toàn những cái túi rác, túi ni lông thì nó phát tán ra môi trường, nó tạo dioxin và nó gây ô nhiễm không khí rất lớn. Còn một cái phương pháp khác là có thể xử lý bằng các lò vi sóng hoặc lò hấp, tức là người ta đưa chất thải về đấy người ta hấp, và người hoặc là người ta dùng lò vi sóng để diệt các loại virus, thì đấy cũng tốt, nhưng mà nó vẫn cái khối lượng rác thì nó phải không được giảm đi và nó vẫn phải đưa đi chôn lấp. Còn thứ ba, ở cả khu vực nông thôn ấy, thì họ không có lò vi sóng, cũng không có lò đốt, thì họ có thể chôn lấp. Nhưng việc chôn lấp đấy thì họ phải được phun xịt khử trùng, chẳng hạn như là họ phun lên các túi đó bằng chloramin B hoặc là cồn thì để họ chôn đi. Nhưng mà những cái này thì cũng có cái tiện lợi là có thể là làm ở những nông thôn, nhưng mà có nguy cơ là những cái này là có nguy cơ phát tán như là chó mèo rồi súc vật, nó có thể đào bới ở đó, hoặc là nguồn nước nó có thể ô nhiễm đến và nó có thể là làm lan nhiễm ra môi trường. Thì đấy là những cái phương pháp xử lý chất thải F0 hiện nay
mà Việt Nam đang áp dụng. Vâng, một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều người cũng đã biết rồi, nhưng chắc chắn là sẽ không thừa khi mà nhờ một chuyên gia có thể chia sẻ lại cũng như là tư vấn. Đó là ông có thể đưa ra những cái hướng dẫn cơ bản, những cái lời khuyên đối với các F0 đang điều trị tại nhà trong cái quá trình là phân loại và xử lý rác thải của chính mình hay không ạ? Vâng, đặc F0 tại nhà thì về nguyên tắc là F0 là phải được cách ly riêng và phải chuẩn bị cho F0 ở đấy là các túi, nhưng mà nếu mà không có túi của y tế phát, tức là thông thường các cơ sở y tế họ phát cho những F0 các túi màu vàng và có chữ màu vàng chứa là chỉ ra rằng đấy là chữa nguy cơ chữa SARS-CoV-2, nhưng mà lúc nhiều quá không có thì chúng ta có thể mua các túi màu vàng, thậm chí không có túi màu vàng chúng ta có túi khác, nhưng mà chúng ta phải đánh dấu đấy là chất thải chứa virus SARS-CoV-2, có nguy cơ chứa chất thải mà có virus SARS-CoV-2. Thì những cái người mà F0 thì họ phải được hướng dẫn là tất cả những cái chất thải, đặc biệt những chất thải gọi như là khăn này, xịt mũi này, rồi là những cái ho khạc ra, rồi những cái lau mũi, rồi khẩu trang, rồi những cái dụng cụ mà họ sử dụng ngay thì đều phải cho vào túi đấy. Và trong túi đấy mà họ có phải có chuẩn bị cồn 70 độ thì họ xịt vào cái túi đấy, và nó đóng lúc đây thì họ phải đóng gói lại và cẩn thận và buộc lại và cho thêm một túi nữa buộc lại, và phải đánh dấu đấy là chất thải của người F0 để mà biết và có thể là đưa ra vận chuyển đến nơi tập kết hoặc là đặt ra về trước ngoài trước cửa họ để mà họ đến thu gom. Thì tất cả những cái hướng dẫn đấy thì họ phải được là hướng dẫn cụ thể và y tế địa phương phải có cái trách nhiệm hướng dẫn họ. Một lần nữa nhấn mạnh rằng là việc phân loại rác thải y tế của các F0 đang điều trị tại nhà là rất quan trọng, bởi chất thải lây nhiễm thu gom phải được xử lý riêng so với các loại chất thải khác. Thông thường rác thải của F0 sẽ được xử lý bằng phương pháp là thiêu hủy để xử lý triệt để chất thải lây nhiễm. Vâng, và trong bối cảnh mà dịch bệnh diễn biến phức tạp thì số ca mắc COVID-19 gia tăng từng ngày, nỗ lực của các cơ quan chức năng, các đơn vị chuyên môn và lực lượng phụ trách về vệ sinh môi trường thực sự là chưa đủ. Do vậy, rất cần sự chung tay của mỗi người dân, mỗi gia đình chúng ta, đặc biệt là những người bệnh và những gia đình mà có F0 điều trị tại nhà. Hãy thực hiện việc phân loại và xử lý rác thải có nguy cơ lây nhiễm nhằm tránh những rủi ro lây lan trong cộng đồng. Một lần nữa, chúng tôi xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hinh Hoa đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.